Hello và xin chào tất cả bạn khán giả quý của Đinh Tin Pokemon. Ngày hôm nay thì như đã hứa, mình sẽ mở cái set mới nhất của hãng Pokemon, đó chính là Scarlet và Violet phiên bản tiếng Nhật. Vì phiên bản tiếng Anh nó chưa ra mắt mà. Và cái hộp mà mình chọn sẽ là một cái hộp special set. Đây, hôm nay mở hai hộp luôn. Ở trong mỗi một cái hộp này thì nó sẽ có 5 pack của Scarlet, 5 pack của Violet và một cái pack của promo. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở mặt đằng sau này. Và đây là những cái promo mà chúng ta có thể săn được nếu như mở những cái pack promo này. Có một cái điều đáng nói là ở trong một cái hộp này, trong mỗi một cái hộp này thì nó sẽ không có một cái lớp siêu bên ngoài mà nó chỉ có những cái băng dính này thôi. Đó. Đây, băng dính này. Nhưng mà cũng rất thú vị khi mà trong một cái hộp này nó sẽ có tới hai cái set. Và biết đâu đấy chúng ta có thể săn được những cái big hit thì sao. Trước khi mở thì mình sẽ cho các bạn xem qua những cái big hit ha, trong mỗi một set. Đầu tiên là Scarlet này. Đây là những cái lá của bên Scarlet, bên đỏ. Đây, mình sẽ tua nhanh đến những cái lá big hit cho các bạn xem. Đây là những lá AR này. Có Gyarados EX, Gardevoir EX. Đây, Gardevoir EX SR. Đó, rất đẹp luôn. Ngoài ra còn có cái em đỏ nữa, em Coraidon EX SR nha các bạn. Nó không sẽ không là gọi là alternate art nữa mà là SR. Coraidon Golden và Mena Golden này. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đến với bên Violet. Violet thì nó sẽ đắt hơn bởi vì nó sẽ có những cái lá xịn sò hơn. Và một trong số đó chính là cái em Genevieve này đây. Ở đây. Mimosa. Em này đang là mưa làm gió trên thị trường Nhật Bản nhé các bạn. Và cộng với đó là cái lá SR này của em nó. Rất đẹp luôn. Thêm một lá SR của Miradon nữa. Miradon EX. Miradon Golden. Một cái kẹo và một tấm thẻ năng lượng hệ điện Golden. Thêm em Pokemon mới ở Gen 9 này. Cũng SR luôn. Rồi, như vậy là mình đã cho các bạn xem qua một chút về những cái thẻ bài hit và big hit sẽ có trong hai cái set này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến phần khui bác nhé. Ok, let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ check cái cam số này. Chúng ta sẽ mở. Cắt những cái siêu này ra. Đó. Đây chính là những cái pack của chúng ta. Đó. Một pack promo này, 5 pack của Violet và 5 pack của Scarlet. Ok, mình để ở bên này nhé. Tiếp tục đến hộp này, mình sẽ mở cái nhá, special set này trước khi mà chúng ta đến với những cái hộp booster box. Những cái hộp mix như thế này thì nó sẽ không đảm bảo chắc chắn là có hit nha các bạn. Tức là cũng hên xui thôi. Đây. Ok, đã xong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ mở tất cả là 20 pack ha. Rồi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu những ai đang xem công chiếu cái video này mà chưa thả like thì đừng quên thả cho mình xin một like nhé. Để búp lắc cho mình. Biết đâu ngày mai mình sẽ có được những lá SR xịn sò. Pack đầu tiên ra là khó. Cái này dùng kéo đi. Rồi. Hình như là phải để một lá lên trên. Ok. Chúng ta có một đây hình như toàn là những em Pokemon mới thôi. À đi đi ni này, một lá trainer. Ok. Tiếp tục là Violet. Mỗi một pack sẽ có 5 lá ha. Đây mình sẽ zoom lại gần hơn cho các bạn nhìn. À, những em Pokemon mới ở gen thứ 9. Một lá EX đầu tiên. Em này tên là Walada. Walada EX. Là một em Pokemon mới. Cái hiệu ứng lấp lánh cái thiết kế mới này khá là đẹp ha.
À, các bạn có thể nhìn thấy những cái ánh sao lấp lánh này. Một lá ký hiệu là RR. Đem Pokemon hiện có. Tiếp tục. À, Scarlet bên này. Thử xem là bóc nào sẽ may mắn hơn. Rồi chúng ta có Medicham này, Sandile, Pallium và một quả bóng bắt Pokemon. Rồi Violet. Mình thì cũng mở một vài bóc tính cả rồi nhưng mà chưa lần nào mở được là quay full hết. Chưa lần nào nha các bạn. Ok, chúng ta có hình như Pachirisu đúng không? Có Trung. Một lá AR đầu tiên. AR, đọc tiếng Anh là AR. Tên là Pachirisu luôn. Tên tiếng Nhật cũng là Pachirisu nhé. Cute ha, rất là đáng yêu. Mấy lá AR của tiếng Nhật thì cũng khá là rẻ thôi. Chắc là khoảng 20-30 nghìn một lá. Như vậy là hai cái pack của Violet thì đã ra hit, còn Scarlet thì chưa có gì. Chúng ta tiếp tục đến với turn 2. Ok, thì đây này mới đây, mới luôn. Sandile, một lá hôn vay. Tên là Dodo Gezan. Honore thì sẽ để trên này. Tiếp là Violet. Hiện tại thì mình cũng rất là chờ đợi cái set Crown Zenith về. Các bạn cũng muốn mở Crown Zenith lắm rồi. Đây là một lá trainer waifu đây, nhưng mà không phải là full art. KD. Chúng ta có Fura Pepe, Hamo, tiếp tục là Pachirisu. Choraidon và Miraidon là hai cái em Pokemon tượng trưng cho phiên bản mới này. Scarlet và Violet. Thì các bạn đánh giá hai em này với hai em Zacian và Zamazenta thì thế nào? Hai em tắc kè này thì có vẻ là trông nó khá là sao nhỉ, gọi là truyền thuyết rồi. Nó không có được thật bằng hai cái em kia. Đối với mình như vậy. Và trong game thì hai em này hình như cũng là phương tiện di chuyển luôn. Chúng ta có Quaden, RTP, N, thêm một lá hồn hồn này nữa. Khá là cần các bạn ạ. Mỗi bóc thì đang có một hit và một lá Honore. Tiếp tục là Scarlet đây. No, không có gì. Violet. Ôi, cho tôi một lá waifu đi mà. Gì luôn. Oh my god. Tiếp tục này. Em một cái món mới rồi. Thêm một lá AR nữa. Em này tên là Megu Roko. Sandai thì vậy. Tìm được ngay. Em cá sấu. Ok, đến cái Violet bên này. Bóc bên phải này đang có lợi thế hơn rồi. Tiếp tục. Em không có gì. Rồi, bách tiếp theo. Scarlet của bên trái. Xem nó có gì không nào. Chưa thấy SR xuất hiện nha các bạn. Nothing.
Violet là cái set mà mình kỳ vọng nhiều hơn. Vì những cái hit ở trong cái set này nó sẽ xịn sò hơn và đắt đỏ hơn. Thêm một em Pokemon mới. Em này tên là Mototo Kage. Trông giống như em Thần Lằn. Đã Holoran nữa này. Tiếp tục. Ngọt tình. Rồi ở đây chúng ta có những cái kiểu như tờ hướng dẫn hay quảng cáo gì đó. Đây, Coridon EX và Miradon EX. Hai em Pokemon đại diện cho cái set mới này. Và đây là ba cái hộp của ba em starter. Các bạn thử tìm mua. Hình như trên Shopee cũng có. Cái này cũng tương tự thôi. Khả năng cao là bốn cái hộp này. Anh nhầm, hai cái hộp này không có hit SR các bạn ơi. Ok, trainer Mankey, Slowpoke. Oh my god, chúng ta có Palette. Palette EX Full. Một đá SR. Ok. Ủa, hãy nhìn những cái đường vân của em nó này. Wow. Cũng đã có một lá SR các bạn ơi, trong một box. Ok ok. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đến với turn cuối cùng. Khả năng cao là box bên phải của mình sẽ là cái box may mắn hơn. Box bên trái này chưa có gì, không một lá EX cả. Em. Ngọt thì không có gì luôn. Mình sẽ mở nốt cái Scarlet bên này. Thêm một lá EX nữa. Idai Nakiba EX. Không biết là bên tiếng Anh thì nó có cái hiệu ứng này không nhỉ. Rất đẹp luôn. Rồi bây giờ sẽ là hai cái pack cuối cùng của Violet. Ok, let's go baby. Last pack magic này. Frowsy. Hôm nay mới này. Hôm nay mới luôn này. Oh. Oh. Honoré. Oh. Chúng ta có Miradon EX. Oh my god. Cuối cùng thì chúng ta cũng có được một cái hit ở cái box bên tay trái này. Ok, mặc dù không phải là waifu vậy. Xui, quá đẹp. Và đây sẽ là cái box cuối cùng trong ngày hôm nay. Xem là có gì không nào. Là trainer Drowsy em mới này. Và không có gì đâu. Ok, và như vậy là mình đã mở xong hết 10 pack. Bây giờ sẽ đến 2 pack promo này. Có gì không? Mỗi pack sẽ có một lá. Pack đầu tiên. Miradon. Honoré. Pack thứ hai này là Arcanine. Đây cũng không hẳn là Honoré. Nó hơi phản quang một tí thôi. Ok, như vậy là không có một cái lá EX nào ở trong cái pack promo này. Và tổng hợp ngày hôm nay thì các bạn có thể thấy là hai cái pack này, hai cái box này cũng cho ra được một vài hit. Chúng ta có ba lá EX. Đây, ba lá EX này. Đây là những em Pokemon mới. EX phù hợp của Palette. Hai lá AR, Sandai và Pachirisu. Và ba là Honoré. Tất cả những gì mà mình có được trong hai cái hộp special set này của Scarlet và Violet. Ok, mặc dù là chưa ra được big hit nhưng mà chúng ta cùng hy vọng vào hai hộp booster box ha.
Rồi, thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như một subscribe ủng hộ cho Dinty Pokemon. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.